mua suốt từ từ để cho các bạn nhìn nhá. Quả sushi của chúng ta đang giải cứu một quả trứng đấy các em. Một quả trứng nữa này, một quả trứng rất to luôn. Nhưng em nào? Thôi không cho các bạn xem mà, xem là quả trứng khủng long gì nào. Ồ, trứng khủng long của chúng ta rất là dễ thương đúng không em? Nhưng chị ơi, sao em? Khủng long lại đẻ được trứng khủng long ở trên cây nhỉ? Mà quả trứng này rất là to nên chị nghĩ con khủng long ở đây sẽ rất là to đấy bạn Suzy ạ. Thôi em thử xem ở trong đấy có không. À chị ơi. Ơ đúng rồi, ở đây lại có một quả nữa này các em ơi. Ôi một quả trứng khủng long rất là to luôn. Đây đúng rồi chị ạ. Đấy có phải trứng khủng long không em? Đúng ạ. Thôi nhẹ thôi nha. À bạn Su ơi, Su cho các bạn xem nào. Một quả trứng khủng long màu hồng đúng không? À đây là màu em thích nhất. Ngày xưa em cần lấy quả trứng khủng long màu hồng để em nuôi thôi. À thế à, đúng rồi. Nào chúng mình đi tìm tiếp với chị Nhi, ở đây sẽ có rất nhiều đấy các em ạ. Bởi vì ở đây có nhiều lắm. Em phải vạch vạch các lá cây ra cô. Có không? Không. À thế à, em cứ vạch tiếp đi, chị Nhi là có rất nhiều đấy. À đây chị ơi. Thấy chưa? Thấy rồi. À từ từ để cho chị nhìn xem nào. À đúng rồi, một quả trứng tiếp. Một quả trứng rất là xinh đúng không? Pikachu. À một quả trứng Pikachu à? Trứng của chúng ta rất thích đúng không? Vâng. Chị cũng còn thích trứng chứ đừng nói đến sushi. Sushi hôm nay đi chơi á, lại tình cờ lại gặp được ngay quả trứng của khủng long nhở. Bây giờ chúng mình cùng nhau đi tìm tiếp nhá. À chị ơi, ở bụi cây này nữa các bạn. À đúng rồi, xuống từ từ để cho các bạn nhìn nhá. À quả sushi của chúng ta đang giải cứu một quả trứng đấy các em. Một quả trứng nữa này, một quả trứng rất to luôn. Nhưng em nào? Thôi không cho các bạn xem là quả trứng khủng long gì nào. Ồ, trứng khủng long của chúng ta rất là dễ thương đúng không em? Nhưng chị ơi, sao khủng long lại đẻ được trứng khủng long ở trên cây nhỉ? À, chắc bởi vì những con khủng long rất là to, khi mà đẻ thì bạn ấy đứng ở gần đấy và những quả trứng bạn ấy đẻ giấu ở trong đấy để không ai nhìn thấy đấy các em. Nhưng mà bạn Su của chúng ta hôm nay đã phát hiện được rất nhiều trứng rồi đúng không? Đúng ạ. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm tiếp nữa nhỉ? Nhiều quá thôi. Có nhiều không em? Đây là bốn. Bốn quả là rất nhiều rồi. Đúng rồi, bởi vì hôm nay bạn Su của chúng ta nhặt được rất nhiều những quả trứng khủng long to mà đúng không? Vâng. À, em tìm ở trong các cục cây đấy, chị nghĩ trong cục cây nhiều lắm. Đúng không? À, chị ơi, đây là một quả trứng khủng long nhỏ. À, lại còn có một quả trứng khủng long nhỏ. À, đúng rồi. Một trứng khủng long nữa, em giơ cho các bạn xem đi. Ôi, quả trứng khủng long này đẹp thế em. Pikachu ấy, Pikachu à. Đúng rồi, Su khoe với các bạn đi. Đây là một quả trứng Pikachu. À, rất thích. Nhưng mà mình hay bị chia sẻ. Thế nhà mình vẫn còn một quả nữa thôi. Thế bây giờ mình sẽ đi săn được nhiều hơn. Đúng rồi, vậy cho tất cả các bạn nuôi đúng không? Vâng. Đúng rồi, em cho trứng vào đấy đi. Ủa, quả trứng rất là to đúng không? Bạn Su của chúng ta đang vất vả với chiếc túi đấy. Bây giờ chúng mình cùng nhau đi tìm tiếp nhé em nhé. Su ơi, chúng mình chạy đi tìm tiếp nhá, xem còn quả nào nữa không nhá. Chị nghĩ là vẫn còn đấy. À, chị ơi, đằng này nữa. À, đằng này lại có một quả trứng nữa, quả trứng nhỏ. À, đúng rồi. Ây à, chị ơi, em đằng này. Đúng rồi, em đi hẳn vào bế bạn ấy ra. Không cẩn thận ông bạn ấy bị đau đấy. Đúng rồi. Ôi, một quả trứng rất xinh đúng không? Trứng khủng long. Đúng rồi, đấy là một quả trứng khủng long mà em. À, thế là quả trứng của chúng ta đây thu hoạch được rất nhiều rồi. Em thử tìm ở xung quanh trong còn nữa không? Vâng. À, các em ơi, các em nghĩ ở đây còn trứng khủng long nữa không? Bởi vì quả trứng của chúng ta đã đủ đầy một túi rồi đấy. Chị nghĩ trong cụm này sẽ có đấy. Thử không đi. Có. Ô, Su ơi, chị nhìn thấy một con gì kìa, Su kìa. Ô, đúng rồi, một con gì. À, các em ơi, một chú ốc sen các em ạ. Một chú ốc sen. Wow, rừng này có rất nhiều các con vật đúng không? Em cũng nhìn thấy một con ốc sen ở lá trên. Thế à, em đã bao giờ nhìn thấy một con ốc sen to như thế này chưa? Rồi. À thế à? Em nhìn thấy rồi. Su ơi, chị nghĩ là có khi là khủng long ở đây hết rồi đấy. Bây giờ Su chào tất cả các bạn đi, rồi chúng mình đi về nhà để cho các bạn khủng long nhé. Vâng. À, xin chào tất cả các bạn, các bạn cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.
mình về mình cùng nhau đi thôi nhá. Vâng. Bye bye.